Kinh Bồ Tát A La quyển 11, phẩm 31, cúng dường xá lợi. Bây giờ, tôn giả trưởng lão Tu Bồ Đề ở nơi đại chúng, tâm tự suy nghĩ, hôm nay được nghe Đức Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác thuyết giảng các pháp hết mực vi diệu, rộng lớn vô hạn, vượt mọi lãnh vực nghĩ bàn, chẳng phải là chốn đạt được của hàng bất chi. Chư pháp là tự nhiên, không có sinh diệt. Vậy tại sao ở trong pháp không sinh diệt ấy là có ba đường, ba thừa? Suy nghĩ như thế rồi, trưởng lão Tu Bồ Đề liền rời chỗ ngồi đứng dậy, xin lại y phục, để trần vai bên phải, đến trước Đức Phật quỳ mọp, đầu gối bên phải chạm sát đất, chắp tay cung kính và dùng kệ nói bày: Pháp Như Lai vốn không, như hư không vô hình, làm sao nơi ba đường đều có hành ba thừa? Nhất tướng vốn không tướng, cũng chẳng thấy diệt sinh, học đạo không cùng tận, dứt tâm là bậc nhất. Như biển không giảm tăng, muôn dòng đổ chẳng đầy, tánh chánh pháp hư không, rộng lớn cũng như thế, Phật là vua chúng thánh, bao cõi không kẻ sánh. Nếu giảng tuệ vô cùng, hóa độ kẻ mê lầm. Việc thành không nghĩ báo, chẳng cầu bậc sang giàu, nhằm tới độ muôn người, đạt đạo quả vô thượng, như mặt trời tỏa sáng, chỗ tối tâm được sáng, bậc thánh giáng thần sinh, ai cũng được hóa độ, bốn đại vốn không chủ, hốt nhiên có năm đường, nhận lấy gốc ba độc, bèn giải tưởng không có. Hình gắn nơi buộc trói, thức tưởng còn hơn thế, như tìm chìm tại vực sâu, vốn cứu, vớt thật khó. Bồ Tát học đại thừa, quốc độ thảy chẳng đồng, vì muốn chọn diệt độ, xá lợi làm hiện vật. Kính mong nhân trung tôn, nêu giảng nhằm khai ngộ, vì khắp thế giới lớn, phân biệt nẻo thiện ác. Trưởng lão Tu Bồ Đề dùng kệ để hỏi Đức Phật xong, liền đứng dậy để nhổ quanh chỗ Phật ba vòng, rồi trở lại chỗ ngồi cũ của mình. Lúc này, Đức Thế Tôn cũng dùng kệ đáp lại trưởng lão Tu Bồ Đề. Phật tử Tu Bồ Đề, bậc nhất về tuệ công, thông đạt pháp ba đời, nêu bày thật thâm diệu, suy niệm chẳng về mình, mà thương xót muôn kẻ. Luôn tưởng chức sinh tử, hằng tại chốn vô vi, Phật đạo chẳng nghĩ bàn, dự ý nên hợp luật, nhập định lực thần túc, cảm ứng chẳng thể lường. Bồ Tát nẻo đại thừa, biến hiện như hằng sa, giáo hóa đã trọn vẹn, tịch nhiên dứt tâm ý. Thấy hành chưa chắc thành, cũng như tâm còn mất, thành cũng gốc không thành, mới hợp tuệ giải thoát. Đức Thế Tôn bảo trưởng lão Tu Bồ Đề, giáo pháp được thuyết giảng của vô số hằng sa chư Phật thời quá khứ, nhằm cứu độ chúng sinh, bởi mỗi đều không giống nhau. Như có bậc Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác, giáo hóa chúng sinh làm thanh tịnh quốc độ Phật, đã đi từ một cõi Phật này đến cõi Phật khác, cúng dường kính lễ cho Phật Thế Tôn, cùng tiếp độ chúng sinh đối với cảnh giới Niết Bàn vô dư, thể đều chỉ dạy dặn dò. Sau đấy thì Đức Như Lai mới chọn lấy cõi diệt độ. Hoặc có Đức Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác, luôn làm thanh tịnh quốc độ mình, hiện rõ các thần túc chẳng thể nghĩ bàn với những nẻo biến hóa, là nhập các pháp định ý của chư Phật, rồi từ đấy diễn giảng chánh pháp với 37 phẩm loại tu tập, trải qua một kiếp đến cả trăm ngàn kiếp giáo hóa chúng sinh trọn đủ, thế đều khiến cho chúng sinh xa lìa hẳn mọi nỗi khổ. Đối với cảnh giới Niết Bàn vô dư cũng đều chỉ rõ dặn dò. Sau đấy Đức Như Lai mới thực hiện nhập Bát Niết Bàn, lưu thân lại cho đời sau, khiến cho tất cả chúng sinh khắp mọi cõi phát khởi sự cung kính cúng dường, lại hiển lộ các thứ âm nhạc vi diệu đem lại sự an lạc thích thú, lại còn thể hiện những thần biến và ánh hào quang soi tỏ sắc pháp ba la mật, cũng như khiến cho vô số chúng sinh thể đạt được đạo quả giải thoát. Hoặc có Đức Như Lai hiện thân ở đời giáo hóa, quyết tu khổ hạnh, làm người gánh vác các công việc quan trọng cho chúng sinh, giáo hóa đến hết thảy các quốc độ của chư Phật để nhận lãnh chánh pháp, tu tập đạo vô thượng bồ đề. Là ở các quốc độ ấy hiện đủ pháp thần túc, ở nơi vô số thế giới của chư Phật giáo hóa chúng sinh viên mãn mà đi vào cõi diệt độ, lại hiện ra toàn thân xá lợi, lưu lại cho đời đầy khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, giáo hóa dưỡng nuôi muôn loài làm thanh tịnh cõi Phật. Sự nghiệp ấy hoàn tất, lại khiến cho tất cả các chúng sinh đều vào cõi vô dư Niết Bàn. Sau đấy Đức Như Lai mới thực sự đi vào cõi diệt độ. Đức Phật bảo trưởng lão Tu Bồ Đề, pháp thân của Đức Như Lai gồm đủ các đức, còn sắc thân giáo hóa chúng sinh thì chẳng thể nói bày lượng tính, lại lưu toàn thân xá lợi để tiếp độ chúng sinh. Nẻo hóa độ ấy là vô cùng tận,
Do có các hàng thiện nam thiện nữ, tính tâm vững chắc, cung kính phụng sự tam bảo, cùng giúp lòng cúng dường ba đời chư Phật Thế Tôn, thì công đức phước báo ấy là không thể lường tính hết được. Trưởng lão Tu Bồ Đề thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, nhờ có các hàng thiện nam thiện nữ tin tưởng nơi tam bảo, dứt sạch mọi thứ tà kiến, cùng tâm do dự hồ nghi, cúng dường pháp thân cùng sắc thân hiện tại và cúng dường toàn thân xá lợi, thế thì trong ba công đức ấy, công đức nào nhiều hơn? Đức Phật bảo trưởng lão Tu Bồ Đề: Này vị tập tánh tử, như có người đạt được tánh tâm giải thoát, dốc xây dựng tháp bảy báu khắp trong một cõi thiên hạ, tùy theo thời mà cúng dường vô số các thứ hương hoa, thế thì công đức phước báo ấy được xem là nhiều chăng? Trưởng lão Tu Bồ Đề thưa: Kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Như không bằng các hàng thiện nam thiện nữ đạt tánh tâm giải thoát, cúng dường xá lợi bằng các thứ tơ lụa vải vóc hoa trái dù lộng cùng đủ loại hương xông đốt, công đức phước báo này thật chẳng thể nói bày lường tính, không thể dùng thí dụ để so sánh được. Hơn hẳn công đức trước, vì sao? Vì công việc xây dựng các ngôi tháp bảy báu tùy theo thời mà kính lễ cúng dường là đều từ nhân có xá lợi nên mới được cúng dường. Đức Phật bảo trưởng lão Tu Bồ Đề: Là cũng nói về các bảo tháp ấy, như có hàng thiện nam thiện nữ cúng dường toàn thân xá lợi khắp trong một cõi thiên hạ, theo thời mà cúng dường các thứ vải vóc tơ lụa hoa trái dù lộng cho đủ loại hương xông đốt, cùng cúng dường các tháp bảy báu trong một cõi thiên hạ, vậy thì công đức phước báo ấy được xem là nhiều chăng? Trưởng lão Tu Bồ Đề thưa: Kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Như không bằng các hàng thiện nam thiện nữ đạt được tánh tâm giải thoát, cúng dường một sắc thân đức Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, công đức phước báo trong trường hợp này là không thể lường tính, không thể dùng thí dụ để so sánh. Vì sao? Vì các hàng thiện nam thiện nữ kia cúng dường các ngôi tháp bảy báu khắp trong một cõi thiên hạ, cùng toàn thân xá lợi cùng khắp một cõi thiên hạ với các thứ lụa vải hoa quả dù lộng cho vô số hương thơm xông đốt, tất cả đều do sắc thân Như Lai mà được cúng dường. Đức Phật bảo Tôn giả Tu Bồ Đề: Này vị tập thánh tử, như có các hàng thiện nam thiện nữ đạt tánh tâm giải thoát, ở nơi hai cõi thiên hạ xây dựng khắp các ngôi tháp bảy báu, đã cúng dường toàn thân xá lợi khắp trong hai cõi thiên hạ, còn hai sắc thân Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác với các thứ lùa vải hoa trái lồng chùa và đủ loại hương thơm xông đốt, thế thì với đức ấy được xem là nhiều chăng? Trưởng lão Tu Bồ Đề thưa: Kính bạch Thế Tôn, với đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Như không bằng các hàng thiện nam thiện nữ cúng dường pháp thân vâng theo kính lễ đọc tụng tu tập không hề biến trễ, thì phước đức này càng nhiều hơn, không thể dùng thí dụ để so sánh được. Vì sao? Vì các hàng thiện nam thiện nữ kia cúng dường các ngôi tháp bảy báu trong hai cõi thiên hạ, cùng với toàn thân xá lợi cũng trong hai cõi thiên hạ, là cúng dường hai sắc thân Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác cho các thứ vải lụa hoa quả lộng dù và vô số hương thơm xông đốt, tất cả đều do từ pháp thân mà có được mọi sự cúng dường ấy. Đức Phật bảo trưởng lão Tu Bồ Đề: Này vị tộc thánh tử, như có các hàng thiện nam thiện nữ ở nơi ba cõi thiên hạ xây dựng khắp các ngôi tháp bảy báu cùng cúng dường toàn thân xá lợi trong ba cõi thiên hạ và ba sắc thân Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác và các thứ lụa vải hoa trái dù lộng và vô số hương thơm, vậy thì phước đức của sự cúng dường này được xem là nhiều chăng? Trưởng lão Tu Bồ Đề thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Chứ không bằng các hàng thiện nam thiện nữ tọa trì độc tụng về pháp thân thì phước đức này lại càng nhiều hơn nữa. Vì sao? Vì công việc xây dựng các ngôi tháp bảy báu khắp trong ba cõi thiên hạ, cùng cúng dường toàn thân xá lợi cùng trong ba cõi thiên hạ và ba sắc thân Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả đều do pháp thân mà có được mọi sự cúng dường kia. Đức Phật bảo trưởng lão Tu Bồ Đề: Này vị tập tánh tử, như có các hàng thiện nam thiện nữ ở nơi bốn cõi thiên hạ xây dựng khắp các ngôi tháp bảy báu cùng cúng dường toàn thân xá lợi khắp trong bốn cõi thiên hạ và bốn sắc thân đức Như Lai cho các thứ vải lụa hoa quả dù lộng và vô số hương thơm, như vậy thì phước đức của sự cúng dường ấy là nhiều chăng? Trưởng lão Tu Bồ Đề thưa: Kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là rất nhiều. Đức Phật nói: Như không bằng các hàng thiện nam thiện nữ thọ trì độc tụng và pháp thân đúng với giáo pháp thì phước đức này là càng nhiều hơn nữa.
không thể dùng thí dụ để so sánh được. Vì sao? Vì công việc xây dựng các ngôi tháp bảy báu khắp trong bốn cõi thiên hạ, cùng cúng dường toàn thân xá lợi trong bốn cõi thiên hạ và bốn sắc thân Đức Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả đều do pháp thân mà có được mọi sự cúng dường trên. Đức Phật bảo trưởng lão Tu Bồ Đề: Nhờ có các hàng thiện nam thiện nữ ở nơi cõi tiểu thiên hạ xây dựng khắp các ngôi tháp bảy báu, cùng cúng dường toàn thân xá lợi khắp trong tiểu thiên hạ và 100 sắc thân Đức Như Lai với các thứ vải lụa hoa quả dụ lộng và vô số hương thơm xông đốt. Như vậy thì phước đức của sự cúng dường ấy là nhiều chăng? Trưởng lão Tu Bồ Đề thưa: Kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Như không bằng các hàng tỷ nam tỷ nữ thọ trì đọc tụng về pháp thân đối với giáo pháp thì phước đức này là càng nhiều hơn nữa, không thể dùng thí dụ để so sánh được. Vì sao? Vì sự xây dựng các ngôi tháp bảy báu cùng cúng dường toàn thân xá lợi trong một tiểu thiên thiên hạ và 100 sắc thân Đức Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả đều do pháp thân mà có được mọi sự cúng dường trên. Đức Phật bảo trưởng lão Tu Bồ Đề: Như có các hàng tỷ nam tỷ nữ ở nơi một cõi trung thiên thiên hạ xây dựng khắp các ngôi tháp bảy báu cùng cúng dường toàn thân xá lợi khắp trong một cõi trung thiên thiên hạ và 1.000 sắc thân Đức Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác, với các thứ vải lụa hoa quả dụ lộng và cho số hương thơm xông đốt như thế, này vị tộc thánh tử, phước đức của sự cúng dường ấy xem là nhiều chăng? Trường lão Tu Bồ Đề thưa: Kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Như không bằng các hàng tỷ nam tỷ nữ thọ trì đọc tụng về pháp thân đối với giáo pháp thì phước đức này lại càng nhiều hơn nữa, không thể dùng thí dụ để so sánh được. Vì sao? Vì công việc xây dựng các ngôi tháp bảy báu khắp trong bốn cõi trung thiên thiên hạ, cùng việc cúng dường toàn thân xá lợi trong một cõi trung thiên thiên hạ và 1.000 sắc thân Đức Như Lai, tất cả đều do pháp thân mà có được mọi sự cúng dường ấy. Đức Phật bảo trưởng lão Tu Bồ Đề: Như có các hàng tỷ nam tỷ nữ ở nơi một cõi đại thiên thiên hạ xây dựng khắp các ngôi tháp bảy báu cúng dường toàn thân xá lợi khắp trong cõi thiên đại thiên thiên hạ và một sắc thân Đức Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác, và các thứ vải lụa hoa quả dù lòng nhìn cho số hương thơm, như vậy thì phước đức của sự cúng dường ấy là nhiều chăng? Trưởng lão Tu Bồ Đề thưa: Kính bạch Thế Tôn, phước đức là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Như không bằng các hàng tỷ nam tỷ nữ thọ trì đọc tụng về pháp thân đối với giáo pháp thì phước đức này lại càng nhiều hơn nữa, không thể dùng thí dụ ấy để so sánh được. Vì sao? Vì công việc xây dựng các ngôi tháp bảy báu khắp trong một cõi đại thiên thiên hạ, công việc cúng dường toàn thân xá lợi trong đại thiên thiên hạ và 1.000 sắc thân Đức Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả đều do pháp thân mà có được mọi sự cúng dường ấy. Đức Phật bảo trưởng lão Tu Bồ Đề: Như có các hàng thiện nam thiện nữ ở nơi cõi tam thiên thiên hạ xây dựng khắp các ngôi tháp bảy báu cùng cúng dường toàn thân xá lợi khắp trong tam thiên đại thiên thiên hạ và 1.000 sắc thân Đức Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác, như các thứ vải lụa hoa quả dụ lộng và do số hương thơm xông đốt, như vậy thì phước đức của sự cúng dường ấy được xem là nhiều chăng? Trưởng lão Tu Bồ Đề thưa: Kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Như hơn bằng các hàng tỷ nam tỷ nữ thọ trì đọc tụng về pháp thân đối với giáo pháp thì phước đức này lại càng nhiều hơn nữa, không thể dùng thí dụ để so sánh được. Vì sao? Vì công việc xây dựng các ngôi tháp bảy báu khắp trong cõi tam thiên đại thiên thiên hạ, còn việc cúng dường toàn thân xá lợi trong cõi tam thiên đại thiên thiên hạ và 1.000 sắc thân Đức Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả đều do pháp thân mà có được mọi sự cúng dường ấy. Đức Phật bảo trưởng lão Tu Bồ Đề: Này vị tập thánh tử, hãy bỏ qua lãnh vực tam thiên đại thiên thế giới, như có các hàng tỷ nam tỷ nữ từ một thế giới đến trăm hàng trăm ngàn cõi vật xây dựng khắp các ngôi tháp bảy báu trong ấy, thảy đều kính thờ toàn thân xá lợi để cúng dường hàng ức trăm ngàn sắc thân Đức Như Lai. Như vậy thì phước đức của sự xây dựng thờ kính cúng dường ấy được xem là nhiều chăng? Trưởng lão Tu Bồ Đề thưa: Kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Như không bằng các hàng tỷ nam tỷ nữ thọ trì độc tụng và pháp thân đối với giáo pháp thì phước đức này là càng nhiều hơn nữa, không thể dùng thí dụ để so sánh được. Vì sao? Chỉ công việc xây dựng các ngôi tháp bảy báu khắp trong một cảnh giới Phật cho đến trăm ngàn vạn ức cõi Phật, cùng với việc tôn trế toàn thân xá lợi nơi các ngôi tháp báu ấy để kính thờ, để cúng dường hàng ức trăm ngàn sắc thân Đức Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả đều do pháp thân mà có được mọi sự cúng dường ấy. Bây giờ Đức Thế Tôn vị trưởng lão Tu Bồ Đề mà nói bài tụng: Bồ Tát hành phương tiện theo hình tướng hóa độ, chẳng nơi thức không diệu,
công sức tự trang nghiêm. Phàm muốn tường quả không, tâm tỏ quán gốc không, tâm trụ hình không ngại, chánh quán tự giác ngộ. Pháp giới chúng sinh các, nẻo hướng giải thoát đồng, vượt khỏi bờ sinh tử, không lại tức có không. Người gốc nhiễm bốn dòng, nửa chìm bốn dòng xiết, bốn đại đều về gốc, cũng thành bốn quả chứng. Như Lai nhập chánh định, tuệ nhận rõ có không, pháp vô tận sáng rõ, trí biện tài không ngại, ý tự thô hơi thở, không giấy các tưởng loạn, tinh điên đảo vị buộc, dùng kiếm trí tuệ dứt. Gốc tướng thức không hình, nẻo nhập không gián đoạn, chúng hình vượt nghĩ bàn, thọ ký nên đạt ngộ. Có chư Phật thanh tịnh, biến hiện thật diệu kỳ, thể gia từ pháp thân, đạt tôn quý lòng lòng. Gốc không chẳng ba đường, cũng không thành chánh giác, đều tự niệm chúng sinh nên có tâm hơn kém. Nhẫn là kho các pháp, hành tịnh không cấu nhiễm, sinh dứt không tạo nữa, do tự quả pháp thân. Quán nẻo hành các pháp, nghe pháp không hề chán, dẫn dắt cho muôn người thể cùng hưởng vị pháp, nơi nên nơi vô số kiếp, thấu rõ biển tử sinh, quán ba đời thanh tịnh, thông đạt gốc pháp thân. Đức Thế Tôn nói xong bài kệ này, bây giờ có tới vô số trăm ngàn chúng sinh thì đã phát tâm vô tưởng cho đại chánh giác, đã có trăm ngàn vị tỳ kheo, 250 vị ưu bà tắc để bỏ mọi thứ phiền não bụi bặm cấu uế, đã được pháp nhãn thanh tịnh. Lúc này trưởng lão Tu Bồ Đề thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, đầy đủ ba đạt vô ngại, thần thông thanh tịnh, diễn giảng về pháp thân hết mực thâm diệu, đã còn muốn xin hỏi, kính mong bậc đại giác ngộ thông sát chỉ dạy. Đức Thế Tôn bảo trưởng lão Tu Bồ Đề, như có điều gì còn nếu hỏi thì lúc này rất thích hợp, Như Lai sẽ mở mọi phân biệt rõ. Trưởng lão Tu Bồ Đề thưa: Kính bạch Thế Tôn, sắc thân Như Lai toàn thân xá lợi, hai thứ pháp tánh ấy có gì khác nhau? Đức Phật bảo trưởng lão Tu Bồ Đề: Lành thay câu hỏi ấy, sắc thân Như Lai do các đức tích tụ, từ đã diễn giảng khắp các giáo pháp, dùng ba nghiệp dẫn dạy chúng sinh. Những gì là ba nghiệp? Một, thân hành thanh tịnh, ngăn chặn xua trừ niệm bất thiện. Hai, miệng nói ngôn ngữ chân thật, không để các thứ sai trái tà vậy. Ba, ý chuyên tập trung hơn đến đạo pháp, trước mọi vọng niệm. Đó gọi là ba nghiệp đầy đủ sự thanh tịnh đạt đến đạo tràng. Còn toàn thân xá lợi là biểu hiện gắn liền với thân thể, nhưng liền ba nghiệp ấy và hoàn toàn vượt khỏi ngôn ngữ giáo hóa. Chính do đấy mà có thể có hào quang biểu lộ uy thần, khiến người cung kính tôn thờ cho có được phước đức hơn kém. Trường lão Tu Bồ Đề thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, như Thế Tôn đã nói, do ba nghiệp đều có tiến thoái nên mới có sự sai khác, chỗ gọi là cúng dường sắc thân, cùng cúng dường toàn thân xá lợi. Pháp tánh là đồng một pháp, không có nhiều mối. Nếu không hỏi Như Lai về sắc thân cùng toàn thân xá lợi, không hỏi Như Lai về ba nghiệp dẫn dạy giáo hóa, sao Thế Tôn lại dùng ba nghiệp để trả lời? Phàm về ba nghiệp là cảnh giới thu giữ của thức, thức chẳng phải sắc thân chẳng phải thức. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo trưởng lão Tu Bồ Đề: Này vị tộc tánh tử, ý ông nghĩ sao? Toàn thân xá lợi với hào quang thể hiện ý đức cùng với sắc thân Như Lai khác nhau chăng? Trưởng lão Tu Bồ Đề thưa: Kính bạch Thế Tôn, toàn thân xá lợi có uy thần công đức, tùy theo sở niệm của mỗi người mà các nguyện đều được sung mãn. Sắc thân Như Lai chúng tướng gồm đủ, cũng có uy thần công đức, thể hiện qua việc tiếp độ giáo hóa chúng sinh vô cùng tận, nẻo hóa độ đều khác nên có sự khác nhau. Đức Phật bảo trưởng lão Tu Bồ Đề: Là vị tộc tánh tử, sự biến hiện của Như Lai với các hình tướng hào quang còn đủ đầy khắp cả vô lượng thế giới trong mười phương, khi sử dụng các phương tiện để tùy theo hình loại mà hóa độ thích hợp, toàn thân xá lợi có được công năng ấy chăng? Trưởng lão Tu Bồ Đề thưa: Kính bạch Thế Tôn, như kinh bản sinh đã nêu dạy, đỉnh vương Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, trải qua 12 nơi thập kiếp, rồi thay giáo hóa thuyết pháp đầy đủ viên mãn, rồi mới lìa bỏ tòa mạng, ở ra cảnh giới niết bàn vô dư mà thể hiện việc nhập bát nế hoàn, để lại thân xá lợi tôn trí khắp mọi thế giới. Là trải qua 12 nơi thập kiếp, được người đời cúng dường như Phật còn tại thế thuyết pháp giáo hóa, chống hóa độ cũng như vậy. Kính bạch Thế Tôn, vì thế nên sắc thân Như Lai và toàn thân xá lợi đều không khác nhau.
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo trưởng lão Tu Bồ Đề đến với Như Lai với xá lợi toàn thân ở đời giáo hóa, đó là được nhận biết từ gốc hay chẳng phải nhận biết từ gốc? Trưởng lão Tu Bồ Đề thưa, kính bạch Thế Tôn, chẳng phải nhận biết từ gốc, đó đều là sự thể hiện uy thần của Đức Như Lai Đảnh Vương. Đức Thế Tôn bảo trưởng lão Tu Bồ Đề, đúng vậy, đúng vậy. Như trưởng lão vừa nói, do uy thần của Đức Như Lai Đảnh Vương ấy, mà xá lợi toàn thân kia mới thể hiện qua ngôn ngữ giáo hóa. Vì vậy mà sắc thân và toàn thân xá lợi pháp tánh chẳng đồng. Bây giờ, Đức Thế Tôn vị trưởng lão Tu Bồ Đề nên nói bài kệ Phật quá khứ Đảnh Vương, trụ thế giáo hóa lâu, 12 na thuật kiếp. Thuyết pháp không tăng giảm, viên mãn nhập Niết Bàn, lâu thân thuyết giảng pháp, nẻo hóa độ vô lượng, tu tinh tấn thành Phật. Xá lợi biết chẳng biết, do ý thần Đảnh Vương, rồi gốc không chấp gốc, an nhiên đạt giải thoát, trường lão nay đạt không, lầu dứt không trở ngại, nhận rõ cõi Như Lai, vốn bao la tịch tỉnh. Bấy giờ nơi tòa ngồi có đến 84.000 chư thiên cùng chúng nhân, được nghe Đức Phật thuyết giảng nên thảy đều dốc tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện rằng chúng con về sau này thành tựu đạo quả Phật Đà, đều được như Đức Như Lai Đảnh Vương giáo hóa chúng sinh không khác. Lúc này trưởng lão Tu Bồ Đề đi nhiều quanh chỗ Phật ba vòng rồi cung kính đảnh lễ ngang chân Phật và trở lại chỗ ngồi của mình. Phẩm 32 thí dụ. Bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết giảng về pháp an lạc và nói về pháp thân với những công đức phước báo vô lượng. Lúc này trong chúng ngồi có 5.000 vị Bồ Tát liền rời chỗ ngồi đứng dậy cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, đã diệu quanh chỗ Phật ba vòng rồi lui về ra đi. Bấy giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên liền tự suy nghĩ, 5.000 vị chánh sĩ này nghe Đức Phật thuyết giảng về pháp bảo ba thân đã không gắn lãnh hội thọ trì mà đều thối lui và bỏ đi, điều này tất có nguyên do. Suy nghĩ như vậy xong, tôn giả Đại Mục Kiền Liên liền rời chỗ ngồi đứng dậy, để trần vai bên phải, đến trước Đức Phật quỳ mọp chắp tay cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, 5.000 vị chánh sĩ ấy tu tập đạo Bồ Tát đã thâm nhập vào pháp tạng sâu xa của Đức Như Lai, nếu hành hóa đã vượt qua hàng bích chi Phật và thanh văn. Hôm nay nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng về pháp an lạc ba thân với ý nghĩa thâm diệu, các vị ấy đã chẳng chịu lãnh hội thọ trì mà lại thoái lui và bỏ đi là vì cớ gì? Đức Phật bảo tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả hãy bình tĩnh, này vị tập tánh tử, như có các hàng thiện nam thiện nữ được nghe ý nghĩa của sự việc này, quá đội vui mừng và nhắc đến nỗi đầu va chạm bị vỡ làm 7 phần máu phun ra khắp mặt mày. Vì sao thế? Vì đấy là những kẻ gốc từ vô số A Tăng kỳ kiếp, luôn vui thích với việc phỉ báng khuỷu nhục chánh pháp. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn nói về việc phỉ báng chánh pháp và chịu tội như thế nào? Đức Phật bảo tôn giả Đại Mục Kiền Liên, 5.000 vị chánh sĩ đó từ hàng xa chư Phật quá khứ đến nay cũng đã tu tập sáu pháp ba la mật làm bố thí, địa giới, dẫn nhập tinh tấn, nhất tâm, trí tuệ và các phương tiện quyền xảo, nhưng luôn giấy tưởng chấp trước. Mặc dù có sự sám hối về những sai lầm của mình, nhưng sẽ phải trải qua những khó khăn khổ nhọc, nên liền ở nơi chỗ Như Lai giấy tâm thoái chuyển. 1.000 vị Phật thời quá khứ hầu như chẳng hóa độ được, 5.000 vị chánh sĩ ấy đứng đầu trên hết là dũng trí, tuy tu hành Bồ Đại Bồ Tát nhằm mong cầu thành đạo quả Phật Đà, nhưng chung cuộc là không thể đạt được. Với như một kẻ sĩ muốn ở trong không trung xây dựng các cung điện bằng 7 thứ châu báu, cùng tô điểm bằng những màu sắc hình vẽ chạm trổ họa khắc, như vậy thì những thiện năng thiện nữ đó có thể thực hiện được chăng? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên thưa, kinh bạch Thế Tôn, không thể thực hiện được. Vì sao vậy? Là vì cả hư không là không có hình tượng, chẳng thể xây dựng được. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Bồ Tát dụng trí ấy, vào thời Đức Phật Quang Minh là một sư tử chúa, còn ta là một vị phạm chế tu tập hành thanh tịnh. Lúc này sư tử chúa thường vào lúc sáng sớm đứng yên nơi chỗ vắng vẻ, xấu xứ chẳng động, rồi bất chợt toàn thân ào tới trước rống lớn như đóng lên như tiếng sấm rền, khiến các loài thú chạy tìm chỗ lẩn trốn. Loài chim bay thì rơi rớt xuống đất.
Sau đấy sư tử chúa mới đi đến chốn rừng núi ao đầm rộng lớn, lần lượt đi vào cõi riêng để tìm kiếm các bầy thú. Hôm đó gặp được một con voi già, bèn giết chết ăn thịt. Nhưng gặp phải khúc xương đầu gối của voi quá lớn, nuốt vào bị mắc nghẹn nơi cổ họng, nên sư tử chúa bị chết đi và sống lại. Lúc ấy có một con chim sẻ rừng đang ở trước sư tử chúa tìm mồi, là những chú dung giá côn trùng. Sư tử chúa bèn há rộng mồm nói với chim sẻ rừng: "Hãy giúp ta lôi khúc xương này ra dùng. Về sau nếu có món mồi ngon lành, ta sẽ không quên ơn lớn hôm nay." Chim sẻ rừng nghe sư tử chúa nói thế liền bay vào miệng sư tử, dốc hết sức lực kéo được khúc xương kia ra ngoài, giúp sư tử chúa được an lành như cũ. Hôm sau, sư tử chúa có được món mồi lớn. Lúc này chim sẻ rừng có mặt bên cạnh sư tử chúa, ít chiều mong được đáp ơn trước. Nhưng sư tử chúa phớt lờ như chẳng hề có chuyện gì cả. Đức Phật bảo tôn giả là một kiền liên. Bấy giờ sư tử chúa dùng kệ để trả lời cho chim sẻ rừng rằng: "Ta là sư tử chúa, giết chóc là nghiệp nhà. Xơi thịt uống luôn máu, đây chính là món thường. Ngươi đã chẳng tự lượng, thoát khỏi ranh vuốt ta, ra khỏi được miệng này, ân ấy lại quên sao?" Chim sẻ cũng dùng kệ đáp lại sư tử chúa: "Ta tuy là chim nhỏ, thành thật chẳng tiếc thân. Chỉ ngươi chẳng nhớ ơn, tự nuốt lời thề nặng. Nếu còn chút tâm rộng, ít nhiều thấy rõ ơn. Thân mất trọn chẳng hối, chẳng dám biện luận nhiều." Thế là sư tử chúa chẳng thèm nhớ lại ơn trước để báo đáp nên bỏ đi. Chim sẻ rừng tự suy nghĩ: "Ơn của ta đối với sư tử chúa là rất lớn, nhưng trái lại đã bị hắn ta coi thường canh rẻ. Ta từ nay về sau quyết sẽ theo đuổi con vật bội ơn ấy. Nếu không báo được oán đó thì chẳng còn nên sống ở đây làm gì. Phải nên theo sát nó bất kể ở đâu và vào lúc nào thì mới báo oán được." Hôm đó sư tử chúa lại được mồi lớn, tỏ ý soi nó bụng rồi lăn ra ngủ say, chẳng hề sợ gì. Chim sẻ rừng liền bay tới chỗ sư tử chúa ngủ và đậu trên trán, là dốc hết sức lực nhằm vào mắt sư tử chúa mổ một mạnh một cái. Sư tử chúa giật mình thức giấc, nhìn vội trước sau không thấy một con thú nào khác, chỉ thấy mỗi chú chim sẻ rừng đang đậu trên cành cây gần đấy. Sư tử chúa nói với chim sẻ rằng: "Người hôm nay vì sao mà hủy hoại con mắt của ta thế?" Chim sẻ rừng dùng kệ đáp sư tử chúa: "Ơn nặng chẳng hề báo là sinh tâm sát hại. Nay giữ ngươi một mắt, ân ấy sao quên được? Ngươi tuy chúa loài thú, nếu hành dứt lại qua, từ nay đều tự dừng, cho nên tạo chống đối." Đức Phật bảo tôn giả là một kiền liên. Sư tử chúa ngày ấy đâu phải là một người nào xa lạ chăng, cho nên nghĩ như thế. Vì đó chính là Bồ Tát dụng trí hiện nay. Còn chim sẻ rừng ngày đó hiện nay chính là Maha Mục Kiền Liên đấy. Vì chánh sĩ dụng trí từ đó từ thời ấy trở đi, thường hay phỉ báng không tin vào những điều cốt yếu của ba thân Như Lai, sẽ phải trải qua khổ nạn ở cõi địa ngục. Đức Phật bảo tôn giả Mục Kiền Liên: "Như có các vị Đại Bồ Tát tu tập pháp an lạc thanh tịnh, đạt được pháp định về ba thân, các pháp thần túc được tự tại vô thích không chút trở ngại, thì đó chính là người nhận lấy việc nặng nhọc là gánh vác bao nỗi khổ cho mọi người. Với như cõi hư không mênh mông, chẳng chỗ nào là không che phủ. Pháp an lạc về ba thân tịnh diệu là cũng như thế, vì đã làm xuống mạng tất cả mọi sở nguyện của chúng sinh, với như biển lớn sâu rộng trong lành, không dung nạp những thứ xấu ác bất tịnh. Đại Bồ Tát cũng là như vậy. Đạt được pháp an lạc về ba thân tịnh diệu, nó không còn thọ nhận các thứ phiền não bụi bặm của mọi trói buộc điên đảo, dĩ như ngọc báu mani, giá sáng tỏa chiếu long lanh, chẳng hề bị ánh sáng của nhật nguyệt tinh tố có thể ngăn chặn che lấp được. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, đạt được pháp an lạc về ba thân tịnh diệu, nó không hề bị hàng thần tiên ngũ thông với những thứ phù chú thuốc lạ có thể khống chế ngăn giữ. Bây giờ đã đi được trên bốn con đường tu tập, đạt tới giải thoát, từ tiền thì ánh sáng giác ngộ đã vượt qua năm nẻo luân hồi, không còn bị các thứ tà kiến lôi kéo giữ lại. Với những người đã đạt pháp định tận diệt, thiêu đốt hết thảy mọi cội rễ của các hành,
Đại Bồ Tát sẽ dứt sạch cội nguồn sinh tử, tính tâm bền chắc không hề dấy sự phỉ báng chánh pháp. Với những người đạt được ngọc báu như ý, tùy theo tâm niệm của mình mà mọi việc đều hiện ra trước mặt, Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, đạt được pháp chánh định như ý, quán về mọi loài chúng sinh căn lý thuần tục, dần dần giáo hóa dẫn dắt đều đạt đến cảnh giới giải thoát. Cũng như đạt được pháp không thoái chuyển thì chẳng còn trở lại rơi đất thâm đắm nơi cảnh sinh tử. Đại Bồ Tát lại cũng như thế, tuy sống trong cõi sinh tử nhưng không hề mang lòng lo sợ, cho rằng ta sẽ lại thoái chuyển trong chốn sinh tử. Với những người chẳng phải nam, chẳng phải nữ, cho dù chứng kiến những điều khác lạ trong cảnh ấm dục, trong cảnh dục lạc thì cũng không dấy tâm tham đắm tình dục. Đại Bồ Tát cũng vậy, đi vào khắp nơi trong nẻo luân hồi để giáo hóa mọi chốn, nhận biết rõ nhưng không tham vướng, cũng không dấy khởi tưởng niệm, đã còn dốc lòng cứu độ chúng sinh, không để đeo bày tính kể hết. Bây giờ Đức Thế Tôn vị tôn giả Mục Kiền Liên đã nói bài tụng Bồ Tát ý luôn tịnh cũng như núi Kim Cang, ý vẫn chẳng thể hủy, chứng đạt trong khoảnh khắc, tuy ở đời giáo hóa chẳng vướng cớp duyên tưởng, học hỏi khắp các pháp, nêu cao ngọn cờ pháp, cũng như hai kẻ sĩ dễ đều có thuật cùng nhau đến hỷ trường, đều muốn bị hiện tài nghệ. Bốn đứa báu tu di lớn rộng và cao phúc 330 vạn đến 6 vạn do tuần. Một người nơi đỉnh núi, tay cầm bình cam lồ. Một người đứng dưới núi, cầm bát hứng cam lồ. Người rót cũng chẳng rót, kẻ hứng vẫn không trời, tẩy là hàng phàm phu, chứ thâm đạt tuệ cao. Thế nào Mục Kiền Liên, điều ấy thật có chăng? Tuy khó chưa đủ lạ, ba pháp thân mới khó. Tu ngàn vạn ức kiếp muốn nghe anh lạc tịnh, tuệ nhận rõ ba thân pháp ấy thật khó đạt. Tôn giả này chớ buồn, đã vượt mọi khổ hoạn, được nghe ba pháp chính, tự cứu lại cứu người. Nhờ có tập tánh tử, giúp tinh tu tập pháp, hiện đời mọi lậu dứt, thần thông đều tự tại, nên xin cõi đức tịnh, bãi báu làm cung điện, các căn thể hoàn bị, tâm mở như hư không. Đức Thế Tôn đã vì tôn giả Mục Kiền Liên thuyết giảng về pháp ác. Pháp ấy bây giờ có đến hàng ức na thuật chư thiên và chúng nhân, thể đều phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện được sinh ở quốc độ đều cùng một tướng, không có những kẻ phỉ báng ba pháp thân. Bây giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, để diệu quan chỗ Đức Phật ba phòng rồi trở lại chỗ ngồi của mình. Phẩm 33, pháp tướng ba đời. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Nguyện Thủ: Ta xưa đã từng tích lũy công đức để thành Phật, để đạt đến bậc Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, để lìa bỏ đất nước vợ con, không thâm đắm quý vị vinh hoa phú quý, nêu bày tuyên giảng khắp về kho tàng chánh pháp của chư Phật, tùy theo hoàn cảnh trước mặt mà hóa độ thích hợp, để cứu độ muôn người, cũng như bậc y phương trị liệu cứu mọi bệnh tật, tùy theo bệnh nặng nhẹ sau đấy mới theo đó mà cho thuốc. Như có chúng sinh nơi thân nơi hiện tại nhưng mang bệnh từ quá khứ, Bồ Tát cũng đều nhận biết để cứu giúp họ. Hoặc có chúng sinh thân thuộc về quá khứ nhưng mang bệnh về vị lai, Bồ Tát cũng phải nhận biết để cứu giúp họ. Lúc này tôn giả Kiết Tân Nậu thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, thế nào gọi là các hàng thiện nam thiện nữ? Nơi ở thân ở nơi hiện tại mà mang bệnh từ quá khứ, thế nào là thân quá khứ mà mang bệnh vị lai, hoặc thân ở vị lai mà mang bệnh hiện tại? Bây giờ Đức Thế Tôn bảo tôn giả Kiết Tân Nậu: lành thay, này vị tập tánh tử, tôn giả đã ở trước Như Lai nêu lên câu hỏi về ý nghĩa ấy, rất có ích lợi cho mọi người. Vì sao? Vì các pháp tạng được chư Phật tuyên giảng về quá khứ, hiện tại và vị lai, thể hiện các Phật sự không thể ghi bàn, làm trang nghiêm cây Bồ Đề, tiến tới thành tựu đạo quả Phật Đà. Đức Thế Tôn vị tôn giả Kiết Tân Na mà nói bài tụng: Tiếng thanh tịnh dịu dàng, mười phương cõi đều nghe, các căn lành gồm đủ, dứt khổ lìa mọi ác, nhận rõ hành ba đời, không nhập không chúng sinh, Như Lai quan sát khắp, riêng thiện không kẻ sánh, mới phát tâm thể lớn, chẳng vì lợi nhỏ ít, ý mở như hư không, tế độ hằng xa kẻ, nơi nơi gốc Bồ Đề, chúng tướng tự tan trang nghiêm, hàng phục mọi ngoại đạo, quyết tu tập chánh pháp, đầu đội hoa bảy giác, thân mặc áo hộ thẹn, mặt vui tâm nhẫn nhục,
riêng bất dứt mọi nạn. Vô ý như sư tử, tuệ dũng mãnh tự tại, hình sắc như nguyệt hiện, nhìn ngắm mãi không chán. Các thầy cõi mười phương đều cùng đến cúng dường, theo sở nguyện từ tâm hướng về cửa giải thoát. Ta vốn từng phát nguyện chẳng vướng trong số kiếp, thương xót cả vô loài, nên đều pháp cam lộ. Thân người mong được khó, nghe nhận chánh pháp khó, sinh ở giữa nước khó, gặp bậc giác ngộ khó, phố quý phận tinh khó, keo kiệt bố thí khó, buộc trói chứng đạo khó, nhận rõ bát đời khó. Bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo thông giải kiếp Tân Đậu. Như có các hàng thiện nam thiện nữ nhận rõ về các bệnh tham dâm giận dữ si mê của ba đời, sẽ làm mọi nẻo trói buộc lại dứt sinh diệt, thân tốt tự tại biến hóa tuần hợp. Những hàng thiện nam thiện nữ như thế nhập pháp tam muội định ý ba đời, thầy nhận biết rõ về nẻo hành hóa của chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Mà gốc rễ của các căn lành đều luôn có mặt nơi hiện tại, lãnh hội trọn vẹn về tám nẻo đường chân chánh, và đến cảnh giới giải thoát của chư Phật Thế Tôn. Sở dĩ chư Phật xuất hiện ở đời là nhằm quan sát chúng sinh, suy cứu tận cùng của nguồn, khiến nhận biết về cửa ngõ đạo pháp giác ngộ. Như lai giới ba đạt quán về các pháp trong ba đời là vô hạn lượng, chẳng thể nghĩ bàn. Do có chúng sinh hợp với việc nghe pháp quá khứ, thì Như Lai liền giảng về pháp dứt sạch các hành không còn giấy khởi ở quá khứ. Và có chúng sinh thích nghe pháp về hiện tại, Như Lai bèn thuyết giảng về chánh pháp hiện tại, sẽ liền mở thứ phiền não ràng buộc. Và có chúng sinh thích nghe các pháp về vị lai, Như Lai liền thuyết giảng về các về pháp vị lai chưa sinh không khởi diệt. Tôn giả kiếp Tân Đậu thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, thế nào là chúng sinh thuận nghe pháp quá khứ? Như Lai vì họ mà thuyết giảng pháp dứt sạch các hành ở quá khứ. Thế nào là chúng sinh thuận nghe các pháp hiện tại? Như Lai vì họ mà thuyết giảng về chánh pháp giáo hóa hiện tại, sẽ liền mọi nẻo trói buộc. Thế nào là chúng sinh thuận nghe các vị lai? Đức Như Lai đã vì họ mà thuyết giảng về pháp vị lai chưa sinh không khởi diệt. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo tôn giả kiếp Tân Đậu, tôn giả hãy lắng nghe và kéo suy nghĩ ghi nhớ. Tôn giả kiếp Tân Đậu thưa, kính bạch Thế Tôn, con xin hết sức lắng nghe. Đức Phật bảo trưởng lão kiếp Tân Đậu, như có các vị đại Bồ Tát quán tưởng thông tỏ về ba đời là vô lượng vô hạn, vượt mọi nghĩ bàn, chẳng phải là chốn đạt được của hàng thanh văn A La Hán bích chi Phật. Vì sao? Vì mọi nẻo hành hóa của Như Lai chẳng phải là cảnh giới ấy. Như có các vị đại Bồ Tát tăng ở nơi hiện tại, mọi hành gồm đủ, đã thuận theo Như Lai quá khứ và được tọa ký. Nên khi nghe Đức Như Lai hiện tại thuyết giảng về pháp quá khứ, dứt hết các hành quá khứ, không còn giấy khởi, thì tâm liền khai ngộ và được tọa ký sẽ thành tựu bậc Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mười tôn hiệu gồm đủ, đó gọi là Bồ Tát tâm ở hiện tại, tuân nghe pháp quá khứ, dứt hết các hành quá khứ, không còn giấy khởi. Đức Phật bảo trưởng lão kiếp Tân Đậu, là như các hàng đại Bồ Tát tâm ở nơi hiện tại, tuân nghe các pháp hiện tại, theo Phật hiện tại mà được nhận được sẽ tỏa ký sẽ thành tựu bậc Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mười tôn hiệu gồm đủ, đó gọi là đại Bồ Tát thân ở hiện tại, thọ nhận sự tỏa ký của Phật hiện tại, dứt liền mọi nẻo trói buộc, dứt mọi tưởng sinh diệt. Lại có các hàng đại Bồ Tát thân ở hiện tại tôi nghe các pháp vị lai, thì Như Lai sẽ vì họ mà thuyết giảng về pháp vị lai chưa sinh không khởi diệt. Lúc này tâm Bồ Tát liên tâm đạt giác ngộ và được tạo cái sự thành tựu bậc Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mười tôn hiệu gồm đủ, đó gọi là đại Bồ Tát hiện tại được nghe thuyết giảng về pháp vị lai chưa sinh không khởi diệt. Trường là kiếp Tân Đậu theo với Đức Phật. Kính bạch Thế Tôn, chỉ có các vị đại Bồ Tát mới phân biệt nhận rõ nẻo hướng tới các hành trong ba đời chăng? Còn các hàng thanh văn bích chi Phật cũng có thể thực hiện được điều trên chăng? Đức Phật bảo trưởng lão kiếp Tân Đậu, từ tánh địa, kiến địa cho đến tam gia, tam địa, tam Phật địa, thầy đều nêu rõ về nẻo hướng tới của các hành ba đời vô lượng vô hạn cho thầy nghĩ bàn, cùng với các tên hiệu. Rồi là kiếp Tân Đậu thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, thế nào là từ tánh địa, kiến địa cho tới địa tam gia, tam Phật, thầy đều nêu đủ về nẻo hướng tới của các hành ba đời vô hạn lượng cho thầy nghĩ bàn, cùng với mọi danh hiệu. Đức Phật bảo trưởng lão kiếp Tân Đậu,
Tôn giả muốn lãnh hồn thấu đáo và nẻo hướng tới nơi các hình ba đời của Phật Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hôm nay ta sẽ mời mọi đã bày về ý nghĩa từ tánh địa kiến địa địa lìa mọi tham dục giận dữ si mê, từ đạo quả tu đà hoàn cho đến đạo quả tối thượng tam gia tam phật, thì đều phân biệt rõ về nẻo hướng tới của ba đời. Thế nào gọi là đại bồ tát từ kiến địa tánh địa bạc địa? Để giấc mọi giám nội si nhận trở về nẻo hướng tới của các hành trong ba đời. Này vị tập tánh tử, như các hàng thiện nam thiện nữ đem tính tâm giải thoát tu tập các căn lực giác ý, tám con đường hành theo nẻo chân thiện, có lúc đạt được thành tựu những thiện nam thiện nữ ấy, hoặc ở nơi quả vị thánh, hoặc còn ở hàng phàm phu, tu quả vị không tối chuyển cho tới nhất sinh bộ xứ, đó gọi là đại bồ tát vĩnh viễn xa lìa hàng phàm phu, nhờ lấy sự tự kiết của Đức Như Lai. Này vị tập tánh tử, đó gọi là đại bồ tát từ tánh địa bạc địa. Để dứt giấm nộ si, mỗi mỗi đều có khác biệt. Trường là kiếp thân đầu thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, thế nào gọi là đại bồ tát từ tánh địa cho tới địa dứt giấm nộ si, hoặc ở tại quả vị thánh, hoặc còn ở hàng phàm phu? Đức Phật bảo trường là kiếp thân đầu, như có các hàng thiện nam thiện nữ từ lúc mới phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề, thân ở hiện tại được nghe pháp quá khứ liền chẳng tin vui tiếp nhận mà lại lìa bỏ. Vì sao? Vì có không có sự tin tưởng ưa thích nên giấy hồ nghi, giữa đường thoái lui không đạt tới cứu cánh. Bây giờ ác ma, mà ác ba tuần, liền có cơ hội thuận tiện hóa làm hình tướng một vị Phật đi tới chỗ Bồ Tát khuyến dụ rằng: Này vị thiện nam, biết việc này chăng? Những gì ta thuyết giảng trước đây chẳng phải như hiện nay đang thuyết giảng. Vị Bồ Tát tuần nghe pháp vị lai nên được thọ ký, nay lại nghe ta thuyết giảng về pháp quá khứ, thân uổng phí công sức, chẳng thành được đạo quả gì. Bồ Tát sao không mau chóng lìa bỏ bản ý của mình mà phát thệ nguyện lớn trở lại, sau đây mới thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác? Bồ Tát nghe những lời này, tâm giấy do dự, nó liền thoái chuyển xuống hàng phàm phu. Đó gọi là đạo Bồ Tát ở nơi pháp ba đời không được đạt được đạo quả vô thượng bồ đề. Đức Phật bảo trưởng lão kiếp thân nậu, thế nào gọi là đại bồ tát nhận rõ nẻo hướng tới của các hành hành trong ba đời? An trụ bền vững nơi quả vị thánh không còn thoái chuyển. Này vị tập tánh tử, như các hàng như có các vị đại bồ tát từ tánh địa cho tới địa dứt mọi giấm nội si, thân ở hiện tại được nghe các pháp quá khứ với dần nẻo hướng tới của các hành, tâm không hề giấy khởi thắc mắc hồ nghi, dứt hết mọi thứ lo sợ, tâm này được khai mở thông tỏ, tức thời đạt ngộ đại ngộ để được nghe Đức Như Lai tại ký với đầy đủ tôn hiệu là sẽ là bậc vô thượng cho đại chánh giác. Bây giờ ác ma ba tuần hóa là một vị Phật đi tới cho Bồ Tát, nói với Bồ Tát rằng: Này vị thiền nam, biết được việc này chăng? Những gì ta thuyết giảng trước đây không giống với những gì hiện đang thuyết giảng. Nếu như có thể thay đổi theo đúng lời giáo hóa của ta thì sẽ thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát nghe những lời ấy, tâm chẳng hề hoan hỷ, cho rằng biết đâu chẳng phải là ma ba tuần hóa làm hình Phật đã đến để phá hoại ý nguyện của ta sao? Thế là tâm Bồ Tát bền vẫn như kim cương, không gì có thể hủy hoại được. Những hàng thiện nam thiện nữ như vậy là đã lìa bỏ hẳn địa vị phàm phu, đã luôn gắn bó với đạo quả giác ngộ. Đó gọi là đại Bồ Tát được nghe pháp quá khứ, tâm không hề thoái chuyển. Đức Phật bảo trưởng lão kiếp thân nậu, như trò hỏi của trưởng lão từ đạo quả thối đà hoàn cho tới đạo quả tối thượng tam gia tam phật đều nhận rõ về nẻo hướng tới của các hành trong ba đời, hoặc còn ở hàng phàm phu, hoặc đã thành tựu đạo quả giác ngộ tột bậc. Này vị tập tánh tử, như có các hàng thiện nam thiện nữ dùng thân hiện tại để nghe các pháp quá khứ, tuần theo quá khứ mà được tin tưởng thông tỏ, những ác ma ba tuần cũng lại tìm đến đeo dụ theo đạo ta. Này bậc thiện nam, nhận rõ được chăng? Quá khứ đã dứt, các hành gốc là không, các thế giới trong mười phương thì đều không tịch vô hình, sao chẳng tìm lấy phương tiện để phát tâm với thể nguyện lớn? Như thế thì người tu tập sẽ không còn lâu nữa để đạt tới quả vị Phật Đà. Bồ Tát nghe những lời ấy thì tâm giấy do dự, cho rằng nẻo hành hóa của ta hiện nay đâu khác gì như vậy. Thế là rời bỏ bản nguyện thoái chuyển đối với hành Bồ Tát.
đều là tu tập theo lời dẫn dụ của ma. Đó gọi là Đại Bồ Tát ở nơi pháp quá khứ đã có sự thoái chuyển. Đức Phật bảo trưởng lão kiếp Tân Nậu: Như trưởng lão đã hỏi về trường hợp Đại Bồ Tát đã lìa hẳn hàng phàm phu, đạt được đạo quả giác ngộ tối thượng, đã bị tập tánh thử, hãy khéo suy nghĩ và ghi nhớ. Cũng như có người thân ở hiện tại được nghe pháp quá khứ, tâm chẳng hề sợ hãi, cũng không chút hồ nghi thắc mắc. Ác ma 3 tuần lại tìm tới để nhằm hủy hoại ý nguyện của Bồ Tát, nó nói: Những chỗ ta đã thuyết giảng ấy đều là quyền biến giả tạm cho hợp với đông đảo chúng sinh, chẳng phải là pháp chân thật. Bồ Tát nay nên lìa bỏ tâm gốc từ trước mà phát trở lại tâm vô thượng chất đạt chánh giác, thì chẳng bao lâu sẽ thành bậc Như Lai tối thượng. Bồ Tát nghe những lời ấy, tâm tự suy nghĩ: Ta đã được Đức Như Lai tọa ký đối với đạo vô thượng Bồ Đề rồi. Nay việc này chắc không phải là Phật mà là ác ma 3 tuần hóa hiện để quấy phá thôi. Thế là Bồ Tát bèn bỏ đi, không nghe theo lời chủ dụ kia. Đó gọi là Đại Bồ Tát đã lìa bỏ hàng phàm phu, an trụ vững chắc nơi đạo quả giác ngộ tối thượng. Bây giờ, Đức Thế Tôn vị trưởng lão kiếp Tân Na, kiếp Tân Nậu mà nói bài tụng: Như Lai tôi chánh giác, nhận rõ 3 đời không, ly hẳn mọi trói buộc, nên thuận địa hiền tánh, Như Lai chọn tọa ký, nên quốc độ tôn hiệu, chẳng hề bị ma quấy, tâm không chút dời động. Từ 100.000 vạn kiếp, ý định không vọng loạn, tự nhiên đạt giác ngộ, nên hợp tệ Như Lai. 8 nẻo đường chân chánh, cứu chuyển mọi khổ ách, chẳng luyến tiếc của báu, thường cùng thân mạng tranh. Đức Thế Tôn đã vì trưởng lão kiếp Tân Nậu nói xong bài kệ ấy. Bấy giờ nơi toàn ngồi có đến 7 ức chúng sinh được nghe thuyết giảng về ngôn giáo chánh pháp bình đẳng trong 3 đời, ta đều phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Lúc này nơi toàn ngồi lại có vô số chúng sinh tâm hãy còn chưa thông tỏ, nên đều có sự hồ nghi, tự nghĩ ngợi cho rằng hôm nay Đức Như Lai thuyết giảng rộng về pháp ngôn giáo trong 3 đời, tạo kế cho việc thành tựu đạo quả Phật Đà đều có trước sau, chư Phật trong 10 phương cũng đều thuyết giảng về pháp 3 đời như thế chăng? Bấy giờ Đức Thế Tôn nhận biết về tâm niệm của số đông chúng sinh nơi chúng hội, liền phóng ánh hào quang từ khoảng giữa đuôi lông mày tỏa chiếu khắp vô lượng hằng xa các quốc độ trong 10 phương. Nơi mà mỗi luồng hào quang có đến 100.000 vạn ức hằng xa quốc độ, mà mỗi quốc độ có 100.000 vạn ức đóa hoa sen, mà mỗi hoa sen có 100.000 ức ngọc báu mani, mà mỗi ngọc báu mani hiện ra 100.000 vạn ức giảng đường làm bằng 7 thứ châu báu, nơi mà mỗi giảng đường hiện ra 100.000 vạn ức tòa cao 7 báu, nơi mà mỗi tòa cao ấy hiện ra 100.000 vạn ức Đức Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà mỗi Đức Như Lai đều thuyết giảng đầy đủ về các hành của Bồ Tát 3 đời hướng tới 6 pháp ba la mật. Lúc này cả chúng hội đều trông thấy tường tận vô lượng thế giới trong khắp 10 phương và những biến hóa kỳ diệu lạ lùng thật chưa từng có, nên thể đều thưa với Đức Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, thật là vô cùng đặc biệt kỳ diệu, chưa từng được thấy, còn chưa hề được nghe. Hôm nay Đức Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác phát ra ánh hào quang ấy, khiến hội chúng được trông thấy khắp các nẻo hành hóa của chư Phật và những phép tắc. Hoặc thấy chúng sinh ở ngay trước chỗ Đức Như Lai nhận lấy sự thọ ký, hoặc thấy chúng sinh lắng nghe lãnh hội và thọ nhận chánh pháp, hoặc thấy chúng sinh có được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp lấy đó trang nghiêm thân. Như thế là trong chúng hội, sự nhận lấy không đồng. Tất cả các thế giới chư Phật trong 10 phương đều hiện bày đầy đủ sự cúng dường với những thứ hoa hương và lụa đầy khắp cả trong tam thiên đại thiên thế giới. Bây giờ, Đức Thế Tôn quan sát nhận biết tâm niệm hiện có của chúng sinh, nên lại dùng thần thông tạo sự cảm ứng đối với vô lượng thế giới trong 10 phương. Tỉnh chư Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác chỉ nói về chánh pháp bình đẳng trong 3 đời. Và phương đông, cách cõi này 8 hằng xa quốc độ, có cõi Phật tên là Tư Duy. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là vô niệm Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác, mười tôn hiệu gồm đủ. Đức Như Lai vô niệm ngồi ngay ngắn trong tư thế kiết già, hiện ra đầy khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Tức thì ở giữa đại chúng bèn nói bài tụng: Các hành quá khứ hướng, chẳng thấy gốc diệt sinh, thuận thọ ký giải thoát, nên hợp địa thánh hiền.
Pháp tánh lìa mọi cõi, chẳng tạo nghiệp ba đời, dũng mãnh vượt các hành, như hoa tự nhiên nở, Như Lai hiện giáo pháp, thấm khắp loài hữu tình, trong lành như ngọc sáng, tâm vẫn như hư không, chư Phật công đức đủ, lìa trọn mọi nẻo lạc, ngăn dặn mùi ái dục, an nhiên dứt mọi nhiễm. Pháp Phật thật thâm diệu, hai thừa chẳng đạt tới, trí phương tiện hiện biến, năm phần pháp thân đủ, ta cũng không thần dạy thầy dẫn, chạy theo nẻo hữu vi, tắm gội pháp cam lồ, giải thoát trang nghiêm thân. Về phương Nam, cách xa cõi này, tám hàng xa quốc độ có cõi Phật tên là Trang Nghiêm. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Nghiêm Tịnh Như Lai, vô thượng trên đại chánh giác, mười thông hiệu còn đủ. Đức Như Lai Nghiêm Tịnh ngồi kiết giả an định, hiện biến đầy khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Lúc này ở giữa đại chúng bèn nói vài tụng, hôm nay mười phương Phật hiện biến thần thông khắp, đều tiết gốc ba đời, rõ tận nẻo Như Lai, nhất tướng gốc không hình, nhập sâu không bờ bến, đem pháp giảng dạy người, như hư không dứt niệm. Trong pháp rền đại thiên, công đức mười tiền đủ, cứ bất hàng thấp kém, trọn lìa biển tử sinh, sẽ dĩ chư Phật hiện, biến hóa thật chẳng lường, nhân duyên đạo quả thành, nên hợp địa hiền thánh, quốc độ mười phương hội, đều thuyết giảng ba đời, chánh pháp tự nhiên đạt, ý định nơi hiện tại, mỗi mỗi lỗ chân lông phóng trăm ngàn ánh sáng, vì nói đủ giáo pháp tiêu trừ gốc ba độc. Về phương Tây, có xa cõi này tám hàng xa quốc độ có cõi Phật tên là Tịnh Phục Tịnh. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Việt Tịnh Như Lai, do thượng chánh đẳng chánh giác, mười tôn hiệu còn đủ. Đức Như Lai Việt Tịnh ngồi kiết giả an định, hiện biến khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Lúc này ở giữa đại chúng bè nói vài tụng, tánh chúng sinh tuần ấy chẳng quán tuệ giải thoát, pháp ba đời thường trụ, khỏi diệt như pháp tánh, hiền thánh nhập định quán, nhờ đó 12 duyên quán ba pháp bảy xứ, thảy quy tánh chân như, chẳng muốn sinh cõi trời cũng chẳng pháp may mắn. Đó là rõ ba đời luôn nhớ chọn bạn lành, vun trồng phước tự tuệ, nghĩ bậc nhất tối thượng. Nhận rõ tưởng có không, nên hiệu nhân trung tôn, các pháp đều có tánh, nẻo hành thảy không quy không. Như người đo lường không, trước nên phân biệt thân, chiêm ngưỡng tướng Như Lai, mọi pháp tự nhiên đủ. Miệng diễn nói tám âm, hóa độ người vô lượng. Về phương Bắc, cách xa cõi này, tám hàng xa quốc độ có cõi Phật tên là Hóa Thành. Đức Phật ở cõi hiệu là Vô Nhiệm Như Lai, vô thượng trên đại chánh giác, mười tôn hiệu cùng đủ. Đức Như Lai vô nhiễm ngồi kiết giả an định, hiện biến khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Lúc này ở giữa đại chúng bèn nói bài tụng, bốn đại gốc tánh không, tự sinh tự nhiên diệt, ta chẳng tạo duyên ấy, mọi vật không chúng có, dứt vướng nếu giải thoát, cam lồ dẫn nẻo chí, người dốc sở nguyện gốc đều khiến chứng đạt quả, ta xưa hành bố thí, thông lãnh cõi mười phương, bảy giác báu tự nhiên mà người đều đầy đủ, lại giáo hóa chúng sinh, chẳng niệm bốn vô tưởng, lìa trọn tám chẳng nhàn, thường cùng hiền thánh gặp. Gốc từ trí ba đạt, nghe tuệ ba đời ấy, nơi lìa ba bụi cấu, tòa ký nơi ba Phật. Hành thế chưa từng thối, ý chuyên lìa đạo điên, với mọi kẻ tà kiến, và dắt về đạo chánh. Về phương Đông Bắc, cách xa cõi này tám hàng xa quốc độ, có cõi Phật tên là Nhẫn Tuệ. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Hương Tận Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác, mười tông hiệu cùng đủ. Đức Như Lai Hương Tận ngồi kiết giả an định, hiện biến khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Lúc này ở giữa nơi đại chúng bèn nói bài tụng, pháp tánh tự nhiên sinh, không hình chẳng thể thấy, tu tập giới luật thánh, không số chẳng có số, trụ gốc không, trụ gốc cũng không trụ, tìm kiếm gốc không hình, thâm diệu khó lường tính, nên tuần nơi bậc tánh, nhận rõ pháp hiện tại, dứt tưởng chẳng diễn không, đã dứt sinh quá khứ, lìa được khổ ba đời, thân là gốc tạo khổ, lậu bất tịnh cùng xuất, năng lìa nhập tuệ chánh, dần đạt đạo giải thoát, ý chính là không nhiễm tà, tâm chẳng rời đạo lớn, tâm tịnh như vành tinh, hướng về đạo không khó. Người sinh nơi năm nẻo, quán nhận rõ trong thân, ba đời là từ đâu, khiến người mãi ngu tối. Về phương Đông Nam, cách xa cõi này tám hàng xa quốc độ, có cõi Phật tên là Hiền Thánh Phổ Tập. Đức Phật ở cõi hiệu là Quán Thế Khổ Như Lai,
vô thường chánh đẳng chánh giác, mười tôn hiệu gồm đủ nói như lai quán thế khổ ngồi kiết già an định, biến hiện khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Lúc này đang ở nơi đại chúng và nói bài tụng chư Phật quán hết thảy ba đời không vô tướng, tuệ trừ gốc ái dục nên hợp địa thánh hiền, chí tạm hạnh cầu khổ cúng dường hàng xa Phật, tất cả các trí đủ nên hiệu nhân trung hùng, tinh là pháp cam lồ chẳng sinh tâm nhị kiến. Giữa chúng như sư tử thuyết giảng động mười phương, mở ế trượt sinh tử của nguồn chẳng thể tường, thông tỏ khổ ba đời gần gũi luật Như Lai. Phàm muốn cầu Phật đạo tuệ thật là bậc nhất, đốt cháy rừng hột nghi tự nhiên dứt mọi niệm. Phật đến vô lượng cõi đạo chiếu của tuệ sáng, rồi sạch hết thảy pháp nhận rõ hành ba đời. Về phương Tây Nam, cách xa cõi này tám hàng xa quốc độ có cõi Phật tên là Vô Lượng Tạng. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Nhẫn Tuệ Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác, mười tôn hiệu gồm đủ. Đức Như Lai nhẫn tuệ ngồi kiết già an định, hiện biến khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Lúc này đang ngồi ở giữa đại chúng bèn nói bài tụng. Nhớ giữa gốc các pháp, duyên tượng chẳng thể hoại, hành tự đạt kiên cố, nên thuận nơi bậc thánh. Chư Phật dùng phương tiện, đức hóa độ muôn loài, Bồ Tát tu thể lớn, bốn bậc không tăng giảm. Đại giải thoát thêm tăng, thanh tịnh không chấu nhiễm, mời trí tuệ tỏa khắp, tiêu diệt khổ ba đời. Thánh hiền ở đời độ, khiến tu pháp chỉ quán, đời mà mỗi phân biệt nên hợp nẻo hiền thánh. Tánh vốn ba đời không, niềm tưởng chẳng nghĩ bàn, sinh diệt lại cùng cháy, nhập định trừ dứt được. Chẳng tham đắm ba cõi, thế mới đạt vô tận, vì người nào uy nghi hằng được chốn an định. Về phương Tây Bắc, cách xa cõi này tám hàng xa quốc độ có một cõi Phật tên là Hiền Thiện. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Hiền Nhu Như Lai, vô thượng cho đại chánh giác, mười tông hiệu gồm đủ. Đức Như Lai Hiền Nhu ngồi kiết già an định, biến khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Lúc này đang ở nơi đại chúng và nói bài tụng. Như Lai hiện tuệ quyền thâu giữa mười phương cõi, nhận rõ ba đời không nên hợp nẻo hiền thánh. Pháp giới chẳng thể lường, như hư không vô tận, đại pháp nhẫn định Phật chẳng khởi tâm nhị kiến. Ta xưa được tọa ký phân biệt trong ngoài không, nay tự đạt chánh giác, lìa hạn khổ ba đời. Như Lai tướng lụi dài, trong phước tự trang nghiêm, xua trừ tâm vọng tưởng, chỉ thành dứt hai nghiệp, Phật là gốc các hành, diễn thông 12 cửa, ế dứt nẻo đạo thành, chẳng trở lại năm cõi. Chỉ bắn lên hư không, lật hết rơi trở lại, nếu rõ pháp ba đời, vô cùng chẳng thể lường. Về phương trên, cách xa cõi này tám hàng xa quốc độ có cõi Phật tên là Cát Tường. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Hành Tận Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác, mười tông hiệu gồm đủ. Đức Như Lai hành tận ngồi kiết già an định, hiện biến khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Lúc này đang ở giữa đại chúng mà nói bài tụng. Chư hiền thánh quá khứ nêu bày chánh pháp khắp, không nhiễm pháp danh sắc nên thuận luật thánh hiền. Bồ Tát vốn phát tâm quyết tu pháp Như Lai, pháp diệu không tăng giảm, chẳng thấy người giải thoát, nghe thấu vô lượng đời, nhận rõ gốc muôn loài. Nếu tôi duy chuyên mất, thành tựu pháp có không, không tướng chẳng có tướng, thức chẳng niệm ba đời, quán tỏ không chốn có, đạt hiệu nhân trung tôn, hết thảy gốc các pháp nhân duyên hội hợp nên, tôi duy pháp vô hình, vốn vô hình không tịch, mười trụ pháp đạo quả, tâm niệm không thoái chuyển, một nẻo thành chánh giác, dứt sạch sinh lão tử. Về phương giới các xác cõi này, tám hàng xa quốc độ có cõi Phật tên là Cực Thâm. Đức Phật ở cõi hiệu là Bảo Tụ Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác, mười tông hiệu gồm đủ. Đức Như Lai bảo tụ ngồi kiết già an định, hiện biến khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Lúc này đang ở giữa đại chúng và nói bài tụng. Trí nhận tu đạo quả, trọn lìa gốc ba đời, tự tịnh lại tịnh người, nên thuận pháp hiện tánh, nhằm thuyết đạo vô thượng đến khắp mọi nơi chốn, mà hành theo phương tiện độ người dứt biến trễ, gặp gỡ thánh hiền vui, nghe pháp tin nhận vui, độ người dứt nhiễm vui, niết bàn tịch diệt vui, ta hành vượt ba cõi, xa lìa nẻo báo ác, được gần thiện tri thức, nghe pháp ngày thêm tăng, vượt hạn nẻo ba cõi, thần túc khắp hư không, không tượng như có tượng, nơi tu tập kẻ ngu, pháp đại thừa sáu độ đã quán hẳn vạn vật, đạt lên mười trụ địa,
đặt lên 10 địa trụ là đồ khắp muôn loài. Bây giờ Trung Lão Kiếp Thân nào đã nghe được nghe chư Phật trong mười phương, nó giảng dạy nào hướng tới các hành ba đời, nên tâm thông ý mở, tức thì đại ngộ, liền rời chỗ ngồi đứng dậy cung kính lễ ngang chân Phật, rồi trở lại chỗ ngồi cũ. Lúc này có chư thiên chúng nhân, thiên long quỷ thần, càn đạp hoàng, a tu lân, ca lô la, chân đà la, ma hô lạc nhân phi nhân, thì đều phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Là có vô số chư thiên chúng nhân nghe Đức Phật diễn giảng về gốc các pháp ba đời, thì đều xưng tán Phật với công đức sâu rộng, diệu nghĩa vô lượng. Pháp thân của chư Phật là không chỉ có thể hủy hoại, cũng chẳng phải là nẻo đạt đến được của hàng a la hán bất chư Phật. Tiếp theo đây, các vị trong chúng hội thì đều nguyện dốc sức phân biệt nhận rõ về thân tướng với các hướng trong ngoài ba đời, để tiến tới đạo tràng, đạt pháp không thoái chuyển.